Halloween nha. Đó, đây là cái bàn tay mà Ngân mới vừa làm xong nè. Mẫu này thấy vậy chứ dễ làm lắm luôn mấy anh chị. Đó, bắt đầu bây giờ em vô vẽ cho mọi người coi cái idea cho Halloween design ha. Cả nhà chuẩn bị cho Halloween chưa? Đây là cái mẫu mà thấy năm nay thịnh hành á. Rách rưới tơi bời giống như là gì, cái bàn, mẫu cái bàn. Rồi bắt đầu bây giờ mình làm tay bên này. À, bắt đầu vô đắp bột luôn. Bây giờ đắp bột mình đắp để cho mình khỏi phải đỡ phải giũ quá, đỡ phải cực. Bây giờ ngón này là em đã đi chưa đi Z primer. Chưa đi primer. Mình sẽ đi Z primer nhé. Cái này là mình cho vừa gel, đặc biệt là gel mình xài cho bột được luôn. Nó là non acid primer cho nên là khách hàng không có sợ là khách bị burn. Và nó không có bị ăn móng khách nhiều quá. Cái loại acid thì nó bền hơn, nó bám chặt hơn, nhưng mà nó dễ bị mỏng móng khách khi mà nếu mà khách họ tháo, họ rip ra đó. Em có cái phone ở đây không? Điện thoại chị đọc comment không được. Rồi bây giờ mình đắp ngón tay cái nè. Ngón tay cái thì cái cách bỏ bột xuống nó khác với mấy ngón kia một chút là tại vì nó mập nó bè đó. Mình bỏ hai bên đẩy rồi tém lại đi xung quanh chỉnh bột cho đủ. Rồi sau khi mà đã đi được ok để chị chỉnh cái âm thanh nhỏ xuống. Này, em tắt rồi, em tắt à, tắt luôn ha. Rồi bắt đầu nè. Bây giờ hai bên tém gọn lại làm em chị tém gọn và vuốt nhẹ cho cái mặt móng nó ra nó thon, độ dày móng có nha, giữ độ dày. Đi hai bên đẩy bột qua đẩy bột lại, bên nào thiếu thì đẩy qua bên kia, bên nào dư thì mình đẩy ngược lại bên này. Ra tới đầu móng vuốt thẳng ra. Em thấy bây giờ là cũng có nhiều cái trường hợp mà mình vuốt mình bị cụp cái móng hoài à, đó là do tới đây là mình cố gắng mình đè xuống để mình cắt á, đừng có cố gắng đè xuống cắt, vuốt thẳng tay ra thì cái móng của mình nó sẽ thẳng. Nhìn thấy đã không, có ai bị ghiền đắp bột không mấy anh chị? Trời, đắp xong được một cục bột rồi là mọi người sẽ mê đắp bột lắm, mắc cười mấy chị học viên trong lớp nói cô giáo ơi đi học về hư tay nghề luôn. Nó sao kỳ vậy, sao đi học về không lên mà hư. Nó chờ đắp móng dài với quen, bây giờ là đắp sang móng ngắn lại lấy một cục bột bự quá trời bự. Cái đó là lên nên là xuống mấy anh chị. Cái đó là không biết là mình đang lên hay mình đang xuống luôn đó nha. Đó, mà khi mấy anh chị mà control được một cục bột á, em hay giỡn với mấy chị học viên á, em nói một cục bột là thượng thừa đó nha. Mặc dù nó là cái căn bản nhất, cái nền tảng, nhưng mà nó là cái mà control được cái đó rồi là cái gì mình cũng control được hết á. Rồi mình làm bộ móng ra rất là nhanh. Đó, nè, xoay nè, kéo nè. Vừa xoay vừa kéo xuống. Vừa xoay tay, tay vừa kéo xuống. Rồi, tới đây đủ chưa? Đủ rồi thì ngừng. Cái bột chạm qua hai bên cho nó đều. Đó, vậy là xong cái móng của mình nè. Vậy rồi mình đâu có cần phải giũa chi nhiều nữa đúng không? Cuticle cũng không cần phải giũa. Xếp móng thì mình chỉ cần đẩy hai bên nhẹ cái là mình xong rồi đó. Đó. Trong các lớp học á, là em ép học viên học cái môn này ghê lắm. Học một ngày liên tục là chỉ để đắp một cục bột, control một cục bột thôi á. Này con đường này là con đường ngắn nhất để cho khi mà mình đắp bột màu nào mình hiểu được cái bột rồi mình sẽ control được nó, màu nào mình làm cũng dễ hết đó. Mà móng tay ngắn dài gì mình làm cũng dễ hết á. Hai bên tỉ mấy anh chị bắt đầu design Halloween chứ mấy anh chị. Rồi sau khi xong bắt đầu quay sang ôm bột, ôm móng vô nha, ôm hai bên, ôm vô hai bên, ôm gọn vô kéo xuống hai bên, ôm gọn vô kéo thẳng xuống.
Chữ ôm gọn vừa kéo thẳng xuống là nó sẽ ra cái móng. Đó, rồi. Vậy là xong. Nè mấy anh chị, nó ra cái móng giống vậy nè. Apex có đầy đủ hai bên đều. Có ai nhìn đắp bột mà bị ghiền không ta? Có ai thích cách đắp này không? Ai thích thì thả tim cho em nha. Mấy anh chị ra lớp tháng 11 ở Atlanta là cũng sẽ học cái này nè. Cho nên là đừng có nôn. Đừng có nôn nha. Tới đó là sẽ bị ép học cái này mà sợ. Sợ nghe tới bột là sợ luôn á. Ngồi đắp nguyên ngày liên tục. Mấy giáo viên nó hồi từ hồi xưa giờ chưa bao giờ tưởng tượng một ngày mà đắp hết một hũ bột đó em. Hai bên lúc nào hai bên cái ra chỗ nối móng á, mình cũng phải đủ độ dày của móng, mình cũng phải có. Trên này có anh chị học viên nào thì ôn bài nha. Ôn bài nha. Chuẩn bị cuối tuần này em đi demo show ở Atlanta xong là tuần sau là bay về Việt Nam rồi. Cho cái lớp bột bên Việt Nam. Hẹn gặp mấy anh chị ở Atlanta cuối tuần này nhé. Demo show lần này vui lắm á, có nguyên team về bên Las của cô giáo Mimi từ Dallas bay qua luôn, demo về Las. Rồi còn một ngón nữa. Ngón này nhỏ hơn này, cục bột nó cũng nhỏ hơn. Nè, có anh chị hỏi là ồ phải để theo cái hướng này hay sao, để theo hướng này hay là để theo hướng khác được. Em nói là để hướng nào cũng được, giờ mình đứng cây cọ lên thì mình cũng đẩy như vậy, đẩy sát lên mí rồi mình buông ra. Thì khi như vậy một số cái ngón tay của khách mà nó nhỏ đó thì mình làm cách này để cho nó không có tràn qua hai bên. Thì đó là một trong những cái cách mà mình có thể mình cầm cây cọ, chủ yếu á là mình nhìn và mình control được cái cục bột thôi, còn để hướng nào cách nào cái đó nó không có quan trọng. Hướng nào cách nào thì sau đó thì mình cũng phải chỉnh lại là cho bột đầy đủ, cho bột không tràn. Mình học mình tập được nhiều cách thì tới cái móng nào, dạng móng nào, cục bột nào thì mình cũng có thể mình control để mình điều khiển được. Rồi tới phần đầu móng, nếu mà nó vừa đủ bột á thì mình chỉnh 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 đều qua cho hai bên cho đầy đủ. Nó hơi bị thiếu có một tí xíu ở cái đầu móng thôi, thấy mấy anh chị, xíu có một tí xíu mà mình sợ nó gãy, cho nên là để vô một chút cho nó hoàn hảo cái móng. Vậy là xong đắp bột rồi đó. Mà đắp cái cách này là mình không cần giũa luôn nha. Sau khi mà đắp bột xong thì tới cái lúc mà clean cọ cũng quan trọng lắm nè. Nhiều khi á, làm lai đó, cho nên mình dễ bị hư cọ lắm. Có nhiều anh chị hỏi hơn có hay hư cọ hay không. Trời ơi, lâu lâu bị chứ. Lâu lâu bị tại vì vừa vừa làm vừa quay lai xong á. Cái lo tập trung lên nè. Tắt được không? Ok. Ok.
không có rửa kỹ á, là nó sẽ hư cây cọ của mình, nên sau khi xong thì cũng chà rửa kỹ rồi mới đem đi dẹp, thì lúc này cái cây cọ của mình nó mới bền, nó không có bị hư. Thì khi làm xong quay qua lo lo làm design cho nhanh đó. Chị Ngân có về Việt Nam hay không? Dạ có, tuần sau Ngân về. Tháp trọn bộ bao nhiêu vậy chị? Dạ bây giờ đang có sale là 904 gì đó, chị cho 70 mấy màu luôn á. Không cái không có biết làm mà nhìn thấy ghiền muốn học hả? Trời ơi, học mà học được còn ghiền dữ nữa. Đây cái mẫu design của mình làm ngày hôm nay nè, nhìn á thì nó hơi hơi bị rối não nha. Phối nhiều màu nhưng mà làm ra rất là dễ, mình không có cần phải chi tiết nhiều quá. Chủ yếu là đầu tiên vô là cái bố cục móng, là mình ra được cái bố cục móng rồi, tới lúc mình làm nó dễ cực kỳ luôn á. Bây giờ cái tay bên này ở đây trước khi mà bắt đầu ấy thì em sử dụng đây là cái set neon stand. Nguyên cái set neon stand nó có 12 màu. Đây đây là cái hộp màu của nó nè. Đó, nó giống như vậy, mà một hộp này nó không phải size nhỏ nha mấy anh chị. Cái size này nó lớn á. Một hộp như vậy á mấy anh chị xài chắc em nghĩ là 3 năm chưa hết luôn. Một chút nữa em cho mấy anh chị coi, một lúc mình xài có tí xíu 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 mà hộp này là hộp lớn. Cái độ dài của hộp nè, mấy anh chị thấy là khoảng phân nửa ngón tay của em luôn á. Là dài around 3 cm. Đó, một hộp này là hộp to cho nên mình sẽ xài được rất là nhiều. Rồi bây giờ mình quay lại coi là cái bột nó đã khô chưa, rồi mình giũa nha. Đó, cũng hơi khô rồi, dù là mình làm kiểu này rất là nhanh. Và bột á, thông thường cái khoảng thời gian cho bột khô á, là từ 5 tới 6 phút tùy theo nhiệt độ phòng. Nghe 5 tới 6 phút thì nhiều người nói trời gì mà lâu dữ vậy. Đó là thời gian rất là nhanh của để bột khô đó mấy anh chị. Khi mà mình đắp bàn tay là đắp bàn tay này, xong qua đắp bàn tay kia quay lại là bàn tay này á, nó đã khô rồi. Thì cái đó là thời gian của bột nó khô. À, và bột em đang xài nó là của Zplend nhé, em đang xài Zplend màu số 6. Zplend là quanh năm ấy anh chị mua một set bột là đều tạo được tặng một set treo luôn á. Vẫn còn hơi ướt ướt chút xíu, chưa có khô hoàn toàn. Giũa nương tay này. Mình có hai cách giũa, giũa mạnh và giũa nương tay. Khi mà cái móng mà nó chưa có khô hoàn toàn á, có một cái hơi nguy hiểm khi mà mình giũa đó là nó dễ bị làm cái sếp móng của mình nó không có sắc nét, cho nên khi mình giũa mình phải biết nương tay. Tính ra một hũ Zplen 2 ounce mấy anh chị khi mua nguyên set á, 312 màu á, nó khoảng 12 đồng rưỡi một hũ thôi, và mấy anh chị được tặng tới nguyên set Zgel 280 màu luôn á. Và Zgel này thì nó là gel đậm đặc, cho nên mọi người sử dụng cái Zgel mọi người vẽ luôn cũng được, chỉ cần bỏ cái cây cọ vô là mọi người có thể vẽ luôn, không cần phải không cần phải mua gel vẽ riêng. Nếu mình có gel vẽ riêng thì tốt, còn không thôi là sử dụng di gel mọi người vẽ luôn, tại vì nó đậm đặc, nó cái pigment mình nó đậm đặc để cho mình sử dụng mình vẽ được. Mà lưu ý là di gel đừng có bỏ thinner vô nha mấy anh chị nha, tại cái formula của nó làm ra là nó đặc chứ nó không phải là gel lỏng. Tùy theo mỗi dòng nó khác nhau á. Có nhiều thợ người ta thích treo đặc, có nhiều thợ người ta thích treo lỏng, thì cái di treo này nó là dòng treo đặc, cho nên là ai mà thích xài treo đặc á thì hả mua di treo. Chúng tôi là sẽ không có thích nó đâu. Ngân thì Ngân rất là thích treo đặc, Ngân không thích treo lỏng đâu. Treo lỏng sơn nó dễ chảy, nó dễ bị mất sét. Treo đặc thì mình sơn nó đỡ hao treo, nó đỡ hao treo mà nó khô vừa tốt nữa, một lớp là nó đã khô vừa có 70% thì mình không có bị mất cái sếp móng. Dạ tên Kiều chị có Holly treo không? Holly treo là cái loại nào chị? À, bao nhiêu màu, bao nhiêu là free shipping? Dạ 200 là free shipping rồi chị. Sau khi mà xong thì mình đi cái máy em sử dụng đầu xếp thì em đi sơ cuticle. Vậy là xong rồi nè, em không cần phải giũa mặt móng nha. Mặt móng nó đã mướt thì em không cần phải giũa mặt móng luôn. Mình chỉ cần đi sơ cuticle đẩy cái này là em cái.
sơ cái đường cuticle. Vậy là nó đã sạch rồi nè. Nó vừa cái mí nó đã sạch rồi thì mình sẽ không có cần phải dũa nhiều quá. Mình chỉ cần nó sạch là được. Có ai comment gì nữa không? Mấy anh chị đây là cái cách đắp bột của Ngân đó, là mấy anh chị đắp xong mấy anh chị không có cần phải dũa nhiều. Mình rất là đỡ cực ở cái khâu dũa nha. Đắp xong ra là bột màu nó ra như vậy luôn. Cái xếp móng nó đã ra rồi, độ dày móng, mặt móng nó đã ra hết rồi. Thì mình chỉ cần đi cái buffer đi xuống hai bên chính giữa, vậy là đã xong rồi đó. Ai mà thích cái cách đắp bột này á là thả tim liền nha. Và hẹn gặp mấy anh chị nào ở gần Atlanta thì cuối tuần này mọi người ghé sang showroom. Em sẽ có demo trực tiếp cho mấy anh chị. Thì thông thường tại mấy cái demo, mấy anh chị có thể coi trực tiếp, thắc mắc cái gì em hướng dẫn tại chỗ cho mọi người luôn. Mấy lần trước thì có nhiều anh chị tới tham gia lắm, thì cũng ai cũng có thắc mắc hết á. Rồi sau đó bắt đầu design. Trước khi mà design này nè, là mình đi top coat. Biết tại sao không cả nhà? Đố mọi người tại sao trước khi design mà em đi top coat nè. Đố cả nhà tại sao trước khi design em đi top coat mà phải là crystal top coat nha. Có nghĩa là crystal cái gì, cái có nghĩa là top coat bóng á. Cho trà lần nào về trên cho trà cũng được chào đón rất là nồng hậu nha. Đặc biệt là các lớp học trên cho trà, học viên đăng ký hết hồn luôn. Đợt tháng 5 là tụi em sắp lịch về cho trà là tới 2 lớp back to back liên tục luôn. Mấy anh chị đăng ký nhiều quá mà không thể nào dồn hết vô một lớp, tại như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của học viên. Cho nên là phải tách ra 2 lớp liên tục cho mấy anh chị có thể tham gia được hết. Rồi, sau khi xong thì em sẽ vuốt sơn cái nè. Để cái tay giống như hình chữ V vậy nè. Nó vuốt ở dưới nè, vuốt thẳng ra đó. Để cho nó không bị mất cái xếp của móng. Mình nhìn cái đầu móng nó vậy nè, nó cong vậy nè. Rồi, cho đi hơi đẹp. 30 giây trước khi mình làm gì dài. Okay. Rồi, bắt đầu vô mấy anh chị vô. Mở cái máy lên. Đây em làm cái mẫu design này nè. Thấy thì mình thấy nó ô trụ nhiều quá, vẽ mẫu này tới chừng nào mới xong mà nhanh lắm. Bắt đầu giờ em vô em vẽ cho mấy chị coi, lâu nhất là cái ngón giữa cái trái pumpkin là lâu nhất thôi, chứ mấy cái khác nó nhanh dữ lắm. Mà bên kia thì mình sẽ vẽ có một trái à, cho nên nó sẽ nhanh hơn. Ở đây là mình sẽ lấy một cái miếng khăn giấy ra để dưới đây, mà khăn giấy xài tiết kiệm lắm, xài còn nửa thôi, xài chi nguyên miếng đâu có thể nào xài hết đâu. Rồi cái miếng này để đây. Ở đây neon neon stain em xài 3 màu, cam đậm, cam lợt với lại cái màu tím nè. Cần một cái cây cọ friend, cái này quan trọng lắm nè. Em xài là em xài cây cọ friend, nó đủ độ dày và nó đủ độ mạnh để khi mình chà đó, mình chỉ cần lấy một tí xíu bột thôi, mình chà mạnh thì nó ăn nhiều. Còn khi mà nếu như mà mình xài cái mà nó yếu quá, nó sẽ pick up rất là nhiều cái pigment trong khi mình không cần thiết, nó đâm ra nó đổ tháo, nó bay tùm lum, nó dơ lắm. Thì mình lấy cái cọ nào mà nó chắc để cho mình dễ xài. Ở đây thì em sẽ xài cái Audis gel màu trắng. Cái gel này thì nó mỏng, nó đặc, nó là gel đặc để vẽ, cho nên là khi mình lấy nó mỏng dễ hơn. Rồi cây cọ em xài hôm nay là cây cọ extra nha, cây cọ lông nó dài để cho mình đi cái đường nó nét. Một cây nữa là cây jelly. Okay. Đây là bàn tay mình mới làm xong, chụp tấm hình trước khi design cho nè.
chấm tấm hình. Okay, giữ về nha em nha. Rồi mọi người ready chưa cả nhà ơi? Cả nhà ready chưa? Bộ móng dài vậy á mà đắp và giũ luôn. Khoảng 20-25 phút là xong rồi đó cả nhà. Rồi bắt đầu bây giờ cái trái pumpkin bàn tay bên này thì em sẽ để tay bên kia trái pumpkin nằm ở đâu? Trái pumpkin nằm ngón giữa thì tay bên này em sẽ cho cái trái pumpkin nó nằm cái ngón giữa luôn. Nhưng mà nó to hơn. Rồi. Trái bự thiệt bự luôn á. Em xài cây cọ jelly á, thì mình đi tán một đường một à, đó là nó xong rồi, không có cần phải đi nhiều lần. Rồi từ đây á, bắt đầu tới mấy cái mẫu design này thì mình sẽ đi cái này nó giống như cái bao bố bị rách nè. Đó, đi một lớp ở đây. Bắt đầu qua bên này. Ngón này thì em sẽ đi ngược lại, trên này đi xuống. Rồi, cái góc bên này thì mình sẽ đi xéo vậy nè, giống như cái hình tam giác đi. Rồi cái ngón ở dưới đây thì em sẽ đi giống như là cái chữ chữ V vậy nè. Cái này nếu như mà mình xài mấy cây cọ nét á, cây cọ nét để mình đi nó mất rất là nhiều thời gian của mình, cho nên em đi bằng cây cọ này luôn đó cho nó nhanh. Kéo một cái là anh chị thấy nó ra liền rồi đúng không? Rồi tới cái ngón này. Ngón này thì mình có thể đi kiểu nào cũng được. À, bên này thì mình có thể đi cái pumpkin cũng được. Cho nó ra kiểu không mất thời gian. Trời dễ pumpkin nó cực lắm cả nhà. Ui. À, bên này em đi trái nữa đi. Kệ nó. Vô mùa mà không dễ trái pumpkin thì tội nghiệp. Đây em đi một trái nữa. Trái bên này bự, thiệt là bự luôn á cả nhà. Rồi đi hơi đèn 30 giây thôi nha mấy anh chị nha. Đúng 30 giây. Đây là cây cọ em xài nè, cây jelly nè. Cầm cây này mình vẽ ra cái mình vẽ cái mẫu nó ra rất là nhanh. Đẩy ào luôn. Rồi mới cầm cái nắp ở đây. Đây, đóng nắp lại. Bắt đầu tới cái lớp kế tiếp. Cái lớp kế tiếp là cái lớp mọi người sao rồi lớp kế tiếp giờ màu trắng mình xong ha, đậy nắp lại nha. Cái này là trong cái neon art gel nè, cái có cái gel màu đen nữa để mình vẽ line. Chút nữa tới cái gel đen lấy ra luôn, lấy ra sao. Bắt đầu bây giờ mình đi tới cái màu neon đi ha. Tới neon á thì em sẽ xài cái cọ này để em đánh ba cái tông màu. Thì ở đây á mình có thể sử dụng cái này nè, lấy một tí xíu màu tím bỏ ra cái nắp cũng được, lấy cái muỗng nhỏ này thôi nè, bỏ một chút xíu bột ra cái nắp này thôi để cho mình lấy cho nó dễ, không mất cần nhiều cho nên mình lấy một ít mình để ra đây thôi. Rồi hai cái này nè cũng xài hai cái nắp luôn, không có cần phải tới cái hũ đâu, dẹp cái hũ qua một bên để khều nó lật đổ một cái lọ hốt nguyên mâm. Rồi xong lấy tay ra đó. Bắt đầu bây giờ em sẽ đi từ cái màu lợt tới cái màu đậm nha. Cam. Ok. Cam nửa đường. Ngón này cũng vậy. Bây giờ mình đi màu cam từ trên xuống nửa đường bên này. Bên góc này thì em đi màu cam trên đây.
qua góc này thì đi màu cam ở bên đây. Mình đi cái cây cọ này nè, mình lấy cái lượng rất là ít. Mấy anh chị nãy giờ thấy là em chà hai ba ngón luôn, mà em lấy một tí xíu xìu xìu trên cái nắp thôi đó. Rồi qua cái ngón này cũng vậy, qua ngón này thì nãy giờ là màu cam ở trên rồi đúng không? Qua ngón này mình đi màu cam xuống dưới đây đi, không có mất thời gian của mình nha, nhanh lắm. Rồi sau khi xong chùi xuống đây tới cam đậm hơn, cam đậm hơn cái em đánh ở giữa cái này nè, đó cam đậm hơn thì em đánh ở đây. Cho nó lem ra ngoài tí xíu cũng không sao nha, hơi mét xiền chút cũng được. Tại vì cái mẫu này á, là cái mẫu giống như là cái gì, ta nói là gì, cái bang vậy mà. Quần áo rách rưới đó mấy anh chị. Chà nó lên đây, dùng cái cọ mình chà mạnh xuống rồi là tự nó lên ra vậy nè. Đó, cái này là neon stain nha. Rồi sau khi xong bây giờ mấy anh chị thấy nè, em lấy cái màu tím nè, cục này là cục tím hơi nhiều luôn nè, trả lại bớt đi gái ui. Đó, lấy đánh ở đây, trả lại bớt đó, ít thôi ít thôi. Rồi tới cái góc bên này lấy một cục nhỏ lên nè, đánh. Dễ không cả nhà, dễ không? Mới đây là mình xong cái nền móng rồi đó, xong rồi mình chỉ cần đi line nữa là xong rồi, quá là dễ phải không? Ai thấy dễ giơ tay nè. Mình đi cái này nè, chấm nhẹ ăn cục thôi, bắt đầu mình chà. Khi mà em nói cây cọ mà nó có lực á, nó chà cái bột nó ra nó mịn đẹp lắm, còn thôi là mình thấy nó hột cục. Em đánh vô cho nó lan, nó messy với nhau luôn. Halloween thì mình không có cần cái gì mà hoàn hảo hết, kiếm một con ma mà hoàn hảo hơi khó à. Ok, sau khi xong thì giờ đậy nắp mấy hũ này lại. Trời, một hũ này em nói xài 3 năm chưa hết nữa đấy mấy anh chị, 3 năm nha, chưa hết. Rồi, cái cỏ friend đây. Sau khi xong thì mình cứ chùi vậy cho nó sạch nè. Đó, vậy là nó đã sạch rồi nè, mấy chị thấy nó dễ không? Chùi xuống cái tờ khăn giấy á. Rồi ở đây á, em sử dụng cái cọ, em phủi bụi đi. Cho nên là hồi nãy em có nói trước khi mà làm mình sơn top coat, để cho top coat sai này, để cho mấy cái lem ra này nè, mình lấy cọ mình quét một cái là nó bay đi sạch hết rồi. Còn nếu mà mình không sơn top coat á, mình để mình đánh lên là nó sẽ bám vô cái bột của mình. Hoặc nếu mà mình đi mát top coat á thì nó sẽ bị ăn vô cái mát, cho nên là nó ra cái mẫu nó bị bám. Rồi bắt đầu giờ ở đây nè, em có treo nhưng mà em phải lấy ra ngoài đây một tí xíu để cho mình dễ xài. Lấy cái hũ treo để qua đây. Rồi cây extreme long á, thì mình đi một cái đường nó rất là dài nè, kéo và xoay vậy đó. Anh chị thấy nó dễ không? Rồi, đường này cũng vậy, đi một đường thẳng xuống. Ở đây cái đường này thì nó không có thẳng, nó hơi thẳng bầu bầu cong cong nè. Giờ đi qua cái đường kế bên, em đi xong cái đám cái bàn này rồi em mới quay lại em vẽ cái trái pumpkin sao nha.
những cái đường nào mà nó thuận đường giao thông của mình thì mình đi trước. Chỗ này cho nó lồi lồi ra chút cho nó đẹp. Nói rồi cái bang mà nó hoàn hảo quá thì nó không có đẹp. Cho nó dạng lem lem messy chút vậy đó. Nhìn thấy dễ không cả nhà? Đây là cái mẫu mà năm nay đang thịnh hành nè. Khách vô tiệm đưa mẫu này đòi miết. Bây giờ tới cái trái pumpkin nè. Ok, trước khi mà đi tới cái trái pumpkin á thì em finish xong mấy cái mẫu design kia để mình hơ đèn cái, để lỡ mà có xui xui đụng vô thì nó cũng có bị hư. Chứ tới cái nước này rồi mà đụng vô nó hư cái chắc cắn lưỡi. Ok. Này để đi cái mẫu này thì thấy nó là nhẹ cái này thôi. Rồi cái trái pumpkin thì em sẽ chấm ở đây chấm luôn. Sẵn mình đi để mình đi luôn hai ba cái. Ok. Rồi sau khi xong nè, đây cái mẫu này. Kéo chỗ này kéo ra. Lúc này thì mình chùi cái cọ của mình cho nó mỏng cái đầu chứ mình không có để cho nó dày nha. Đường nào thuận tay thì mình đi trước. Mình cứ xây cái cỏ đi cái đường của mình cho nó thuận tay. Nào quay ngang mỗi một lần đi là em đi luôn hai đốm. Đi xuống rồi xoay ngang giờ đi lên giờ xoay ngang đó vậy cho nó nhanh. Hello chị em mày. Rồi kéo kéo cho nó thuận tay theo cái đầu đi ra vậy nè thì cái nét của nó sẽ mảnh. Rồi sau khi xong có thể em sẽ cho đi hơ đèn 30 giây để cho nó khô mấy cái mẫu design nãy giờ của mình đi. Cho lỡ mà xui xui đụng vô nó không có đi sửa. Cho ô design mà đụng vô hư đi sửa chắc khóc tiếng miền á. Đó. Đó, rồi bắt đầu bây giờ mình sử dụng tiếp tục vẫn là cái treo vẽ nha. Vậy em lấy thêm treo trong cái hũ ra. Mỗi lần xài em lấy ít lắm anh chị ơi. Lấy rất là ít treo. Lấy trong hũ lấy ra thêm bỏ ngoài đây đi. Kéo ra thêm bỏ ngoài cái miếng nè để cho mình có dư có bỏ thì cũng bỏ ít không có bỏ nhiều quá đau lòng đau lòng. Rồi bắt đầu bây giờ nè tới cái trái pumpkin đúng không, bây giờ đi cái hai cái outline á là hai cái nét nó to hơn. Mình lấy cái treo nhiều lên trong đây. Vẽ thì đi cái hướng nào mà mình thuận tay thì mình đi thôi chứ mình đừng có đi không có thuận tay nó dễ làm cho cái mẫu vẽ của mình nó ra không có vừa ý. Rồi, em thuận là từ tay trái đi vô cho nên là mình vẽ cứ vẽ thì theo cái chiều mình thuận tay là được.
Rồi ở đây. Để cây cọ nằm xuống. Đi theo hướng này. Thêm treo như thế này, thiếu treo thì mình lấy thêm. Dễ không cả nhà? Rồi bây giờ tới cái cuốn nè, cái cuốn để bắt đầu ở đây. Đi vòng lên. Cho nó có cái vòng tròn chút. Ok. Đi cái đường viền trong đây nói ra. Dạ cái cuốn. Rồi, chưa xong đâu. Halloween thì cái trái pumpkin nó phải là cái con ma. Bây giờ mình vẽ đây cái con mắt phải ác ác lên vậy đó. Rồi, cái lỗ mũi là hình tam giác phải không? Rồi tới cái miệng nè, cái miệng là nó tới cái lỗ tai nè. Đó, được chưa? Được chưa cả nhà? Được chưa? Nín thở. Chỗ em vẽ mà model ngồi nín thở nãy giờ. Ok, bây giờ tới cái tay bên này. Cũng vậy, mình đi cái đường nào mà thuận tay thì mình đi cái đường đó chứ. Hết treo rồi, lấy thêm treo ra. Ok. Rồi bây giờ tới đi cái đường bên này. Chấm vẽ từ cái trọng tâm đi ra. Đó, cuối tuần này demo show là tụi em có rất là nhiều mẫu design cho Halloween cho mấy anh chị tham khảo luôn nha. Tới mùa Halloween rồi. Nhiều mẫu design là bằng chrome, là bằng gel, đủ loại hết. Địa chỉ của demo show em sẽ bỏ bên trên cho mấy anh chị nha. Ở Atlanta, showroom của Atlanta, anh chị nào đã tới rồi thì mọi người biết rồi phải không? Ai chưa tới thì em sẽ bỏ cái địa chỉ bên trên cho mọi người. Đó. Rồi cái trái này cũng đi con mắt, nhưng mà con mắt bên này là mình đi con mắt sọc dưa. Mắt mà sọc dưa hai hình tam giác á. Xuống, lên, xuống. Làm tới cái môi, làm tới cái miệng, rồi sau đó cho đi hơi đẹp. Nó vậy là xong cái mẫu vẽ của mình rồi đó. Mọi người thấy dễ không? Dễ mà không có tới nỗi quá lâu phải không anh chị? Cái mẫu này nhìn thì mình thấy nó trời rối não lắm, rối cái não luôn.
thấy chỗ quá trời nhiều màu rồi đường line rồi vẽ tứ lung tung hết. Cái này cái extra nè, cái này thấy dễ dễ. Nhưng mà tới lúc mà mình vẽ mình biết cái bố cục của nó để mình đi á, đặc biệt là mình đi cái cây jelly này nè. Đó, khi mà đi xong thì mình cứ chùi vậy rồi mình để cất vô lần sau trước khi xài thì mình lấy ra mình rửa, nó sẽ không có bị bung lông. Còn bây giờ mà mình rửa khô mình để nó dễ bị bung cái lông ra lắm. Đó, đây, cái set này là xài quanh năm nha, Halloween cũng xài, vô mùa hè cũng xài. Nhiều mẫu design mình phối với cái này được lắm. Mấy cái ngọn lửa nè, mấy cái spider, bây giờ spider, ngọn lửa đều là đều làm bằng neon, neon fan ra hết. Rồi sau khi xong thì em sẽ sử dụng matte top coat cover lại một lần nữa là bàn tay của mình đã hoàn thành rồi. Anh chị nào thích mẫu design này không nè, thích thì nhớ thả tim nha, like and share video giúp em để em biết là mọi người thích mấy cái video này. Nhiều khi design hoặc làm mấy cái live á khó lắm, không biết được không biết mấy anh chị đang thích coi cái gì ta. Nãy trước khi làm là định làm cái bàn tay tháp treo đơn giản đó chứ, nhưng mà thấy Halloween tới rồi chắc share cách làm design cho mấy anh chị. Rồi sau đó mình hơi đèn chút cái shape coi chừng bị mất shape á. Sơn thớp xong rồi phải nhìn kỹ trước khi hơi đèn cho nó bị mất shape uổng. Rồi sau đó hơi đèn 30 giây. Đó, vậy là xong mẫu design rồi nè cả nhà ơi. Trời ơi, có anh chị nào đi show cuối tuần này ở Atlanta không? Có thì giơ tay lên nha, để hẹn gặp mọi người ở Atlanta cuối tuần này ha. Hôm nay là tất cả các đồ về bên Lash, đồ về bên design, mấy cái collection mới Flamingo collection của Deep & Do là cũng đã chuyển về trên Georgia hết rồi. Cuối tuần này mọi người tới là đồ chơi mới nhiều lắm, đặc biệt là đồ chơi bên Lash luôn. Mấy lần trước là mấy anh chị yêu cầu đồ Lash nhưng mà mình chưa có. Lần này là có nguyên team của cô giáo Mimi qua để demo về Lash, cho nên là có đồ Lash ở trên đó đầy đủ cho mấy anh chị hết. Rồi bây giờ tay bên kia. Đó, xong hai bàn tay rồi. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người cuối tuần này Sunday từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Bye bye cả nhà.